Xem tướng bàn chân phú quý, phụ nữ nào sở hữu thì xác định giàu sang viên mãn, đi đến đâu may mắn đến đó. Bên cạnh của mỗi con giáp về ngày sinh tháng đẻ âm lịch thì xem nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Đặc biệt đối với những phụ nữ sở hữu tướng chân dưới đây, cả đời không lo cơm áo gạo tiền. 1. Móng chân nhẵn và sạch. Trong nhân tướng học, móng chân sẽ thể hiện được chất lượng cuộc sống của một người. Nếu phụ nữ nào sở hữu móng chân trong nhẵn nhụi, sạch sẽ tức đó là người có phúc khí trời ban, được sinh ra trong gia đình hạnh phúc ấm no. Phụ nữ sở hữu phúc tướng này không chỉ khỏe mạnh, thông minh mà còn gặp được nhiều may mắn. Bước vào giai đoạn trung vận, những người này thường có địa vị cao trong xã hội, có danh vọng và luôn được quý nhân giúp đỡ. Sau 35 tuổi, sự nghiệp của họ hanh thông thăng hoa, đặc biệt phụ nữ nào có da chân mịn màng thì có thể trở thành nữ đại gia, còn không thì cũng là phu nhân được vạn người kính trọng. Nhìn chung, người có phúc tướng này không bao giờ phải lo lắng muộn phiền, làm gì cũng được quý nhân phù trợ, được mọi người xung quanh yêu thương hết mực. 2. Ngón chân cái dài. Trong nhân tướng học, ngón chân cái đại diện cho tài lộc và điểm tốt. Nhưng nếu người nào sở hữu ngón chân cái dài thì xác định họ là những người giàu có và có cuộc sống thịnh vượng nhất. Trong cuộc sống, những người sở hữu phúc tướng này là thuộc tuýp người giàu điển hình, phúc khí dồi dào, vượng phu ích tử. Đặc biệt, khi bước sang tuổi 30, vận may của họ tăng liên tiếp theo từng năm, tài lộc đầy nhà, cuộc sống càng về sau càng sung túc. Bước vào một giai đoạn nhất định, sự nghiệp của họ sẽ có tiến triển mới, cuối cùng thì tiền vô như nước, cả đời sống trong vinh hoa phú quý không ai sánh bằng. Ngoài ra, những người phụ nữ sở hữu phúc tướng này còn có nhiều cơ hội hưởng phúc, càng lớn tuổi, phúc khí càng sâu đậm, tài lộc năm nào cũng sung túc đủ đầy. 3. Ngón chân thứ hai dài. Trong nhân tướng học, ngón chân thứ hai cũng đại diện cho sự giàu sang và phú quý, đặc biệt hơn là thể hiện sự thông minh, lanh lợi và tính cách của người đó. Phụ nữ nào sở hữu ngón này dài thì xác định đời này giàu sang không ai sánh bằng, không lo cơm ăn áo mặc, và hơn thế nữa là để giành được nhiều của cải. Những người này xây dựng sự nghiệp trễ hơn so với người khác, nhưng một khi thăng hoa thì chỉ có từ giàu đến rất giàu. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người sở hữu phúc tướng này sẽ làm ăn phát đạt, phụ nữ có hôn nhân viên mãn, lấy được chồng giàu, sinh được con ngoan, phúc khí càng về sau càng sâu đậm. Ngoài ra, những người này nếu biết tận dụng cơ hội thăng hoa vào trung vận thì hậu vận sẽ an nhàn hưởng phước, cuộc đời từ đây toàn hỷ sự.